Ok. Hello, xin chào các bạn nha. Mình rất vui lặp lại các bạn vào video này ha. Ok. Mình đang dùng con mày để quay. Ok, và một số người đang dùng cái này để quay. Ok, ok. Giờ mình sẽ bắt đầu và đi quay hành trình của mình thôi. Và bắt đầu thôi. Ok. Và bây giờ mình sẽ quay từ chiều đến tối cho các bạn xem nha. Và mình sẽ quên theo mang theo cái mic rồi. Bây giờ mình sẽ nói vào cái mic của điện thoại nha các bạn. Và mình sẽ nói vào cái mic của điện thoại và quay hành trình của nó lại và bắt đầu thôi. Ồ, công ty quay chương trình và anh nhiều con máy quay được về trình. Ok. Ok, các bạn hãy vô đăng ký kênh Cường Caramel nha các bạn. Các bạn vô đăng ký với mình và ủng hộ like cho mình luôn. Và hành trình của mình đang đi và mình sẽ gặp mẹ một người đang quay chương trình phát tiền phát gì đó, lì xì, đúng rồi, lì xì ha, lì xì. Ok, và mình ok chào ca đình chung nha. Ok, chào ca đình chung. Và mình sẽ chuyển cái máy quay này và sang camera sau để quay. Ok, và bắt đầu. Cho mình dừng cái xe lại đây để mình quay cái bộ chuyển máy bay cho bạn xem ha. Và đây là con xe của mình và chính xác của nó và chỗ chỉnh của nó. Ok, và mình sẽ bắt đầu quay. Okay. Ok, chào ca đình chung nha. Ok, trời buổi trưa nó đang sáng rồi. Nó đã sáng rồi các bạn. Và mình sẽ đi quay tiếp ha. Và mình chuẩn bị hành trình tiếp theo và chuẩn bị đi quay. Mình mang theo cái gimbal rồi nên là không mang theo quên hoài luôn. Quên mang theo gimbal. Lười lắm bạn. Mang lên xong rồi quay xong rồi mình cầm về. Mệt thật luôn á. Giờ là để thấy ba. Ok. Ô vậy? Chơi 2x7 không à? Cẩn thận cái này vậy. Ô 7. Rồi chui đi. Vâng. Ok, mày quá. Không sao hết. Ok, đi tiếp. Hôm nay bị rỗi cái dây á. Rỗi dây hơi nên thôi không quay, khó quay á. Tưởng cái gì vô hết hồ, tưởng gì. May hên không sao. Ok, may không sao hết các bạn. À trời ơi. Và mình vô cái cổng máy này quay nha. Trời động quá vậy. Bây giờ mình sẽ quay quảng trường cho bạn xem nha. Quảng trường đông quá trời luôn nè. Quảng trường đông quá trời luôn.
Và bây giờ mình sẽ ra quay chợ hoa lại các bạn. Quay full luôn, hôm nay mình sẽ quay full luôn nha các bạn. Quay full luôn. Từ sáng đến tối. Từ chiều đến tối các bạn. Hôm nay mình không video gì hết cả, quay full hành trình của năm nay luôn, full hành trình chợ Tết nha các bạn. Thôi quá không sao, cầm cầm cái này nó còn bị đứt tay. Quay full hành trình luôn nha các bạn. Hai chợ hoa đông cực kỳ luôn rồi, giờ mở lại rồi này, mở lại rồi. Để mình bật cái đèn đêm lên nữa để nó sáng. Ai đường nó cho sáng rồi tối quá đi được tìm một cái đường nữa bước ra về xa này mua cái đèn pha này cho sáng tối quá. Thank you.
Ok, quay hát quên chị. Cái chợ hoa đông quá trời này các bạn. Sao ấy? Cái khác rồi giờ ngồi nghỉ chút xíu hả đẹp quá quên trình nè và đi xuống lại đi về Hà Nội đi về Hà Nội. Trên này đợi cho nó xe xuống phân tắc cho nó hết bơ khỏi đi nè. Ra mọi người chút xíu thôi mà đi. Quay lại
Tay đâu có trời nè. Mệt quá. Tới này mình có quay nữa các bạn. Tới này mình sẽ quay nữa và mình khách trực tiếp luôn và mình sẽ quay luôn và khách trực tiếp luôn. Có ai muốn xem thì xem không sao hết. Điện mà mình quay được rồi. Cái mình quay qua đây không? Cái này là đồ gỗ bạn. Đó là chuyên về mặt hàng bán cái hàng. Chưa có được rồi. Chợ hoa kia nữa kìa các bạn. Trời ơi. Thôi mình đi tiếp ha. Đi tiếp qua kia luôn. Rồi mình đi luôn. Ok. Trời pháo. Trời pháo. Đi tiếp luôn. Ô, lâu quá mình qua chưa qua đây nè. Hai mặt trời nữa các bạn. Hai mặt trời. Không cháy. Lâu quá chưa qua đây. Cái đồ ở đây mới mở này các bạn. Ở đây mới mở nha. Thành một cái full hành trình luôn. Cái mới mở nè. Mình đang ở đường gì các bạn? À, Trần Đạo. Đúng rồi, Trần Đạo nha các bạn. Bên đây là, ở trong đây là nhà sơ nha các bạn. Nè, ở trong đây là nhà sơ nè. Các bạn thấy tường rào không? Đó. Phía bên trong kia là nhà sơ nha các bạn. Nhà sơ. Đẹp. Cúng mâm xôi nha, cái này gọi là cúng mâm xôi nha các bạn. Ok, biết rồi. Cúng mâm xôi.
hôm nay mình đi full chợ hoa luôn. Thế gian thay nụ cười đón cho nhau cuộc đời. Đang ở đâu chân đạo nhé bạn? Đang ở đâu chân đạo? Hôm nay càng gõ nấy luôn rồi. Cái gì đây quên rồi. Gọi nó là cây đậu hành lan đi. Không biết nữa. Còn đây là nhà lưu trú Hòa Bình nha. Công đoàn địa phương Hòa Bình. Nè bạn. Công đoàn địa phương Hòa Bình, phong ba chủng đạo lưu trú Hòa Bình. Đó, ở trong đó là nhà sơ đó. Nên mình đi khu hành trình luôn. Okay, bây giờ mình sẽ băng qua lại nha. Mình bóc đèn nè. Chừng nào chỗ lưu trú Hòa Bình, ok. Cái nó mới mở như thế rồi. Cho mình đi qua hành trình luôn. Mình sẽ đi qua kia. Đang qua trường một trường đạo nữa. Còn hơi rung một chút. Qua rõ nét rồi đúng không? Không có bị rung nữa. Hơi rung rung chút xíu không? Bữa mình quay bị rung quá. À, cho em quay rồi. Quay phô năng trình luôn. Cái này hôm qua kia là phần 5 không? Hôm nay là cái này là phần 6 nha. Giờ hoa tới phần 6, phô năng trình. Phô năng trình luôn nha. Và thôi. Cho về lại. Okay. Okay, hồi nãy mình quay rồi đó, bây giờ mình sẽ chạy lên lại nha, chạy lên quay trường vườn nghỉ. Ok, cái này gọi là khu hành trình nha các bạn, khu hành trình chỗ hoa tết. Hơi bị giật rồi đúng không? Hơi bị rung lắc chút xíu rồi. Rõ đấy. Ok. Ra mình có vệ sinh cái camera lại á. Nó rõ nét nha các bạn. Tưởng mà hôi dính vô đó lắm, nó rõ nét được. Mình có vệ sinh sơ qua cái camera rồi. À, phần 6 của hành trình luôn. Chào hoa Tết 2022. Ok,
Ok, bây giờ mình sẽ dừng lại đây thôi. Ok, cái video của mình dừng tại đây thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ like và subscribe và ủng đăng ký kênh và nhấn chuông phía dưới để nhận thông báo mới nhất từ kênh Cường Nguyễn Canaman của mình nha. vlog 47 vn. Ok, vn nha, Việt Nam á. Ok, không phải là chấm vn đâu, là Việt Nam luôn, gắn liền vô luôn, không phải là hết. Ok, mình dừng tại đây thôi, bye bye mọi người nha. Ok, mình tắt livestream đây. Bye mọi người.